Và ở chế độ nâng cao này thì nó sẽ đạt là 2000 lumen nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Hàng Hóa Thế Thắng. Video hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến mọi người theo dòng sản phẩm đèn pin cầm tay. Và sản phẩm ngày hôm nay thuộc thương hiệu Sapphire của Hồng Kông nha mọi người. Thì đây là một cái hãng thiết bị chiếu sáng rất là nổi tiếng ha. Tất cả những cái bóng led cũng như là cái công nghệ đến từ Sapphire này thì được nhập khẩu hoặc là sản xuất theo tiêu chuẩn của Mỹ nha mọi người. Và mã sản phẩm ngày hôm nay là Sapphire F15T. Thì F15T là cái dòng modem hoàn toàn mới đến từ Sapphire nha mọi người. Và đây là cái hộp của sản phẩm này. Thì có thiết kế rất là nhỏ gọn nha mọi người. Thì F15T là cái mẫu đèn pin mà có khả năng chiếu ánh sáng rộng và cao nha mọi người. Nó phù hợp cho nhiều cái hoạt động chiếu sáng trong đêm. Đây. Thì nó phù hợp với các hộ gia đình, các trang trại chăn nuôi, trồng trọt hoặc là sử dụng cho các tòa nhà ha mọi người. Trang bị cho bảo vệ hoặc là mình còn có thể sử dụng ở công trình xây dựng hoặc là khu vui chơi dã ngoại. Mình còn có thể mang đi du lịch ra cắm trại đó nha mọi người. Đây. Rất là đa năng ha. Đây mọi người, thì nó có cái khả năng chống nước luôn nha mọi người. Có cái đây, cái cường độ chiếu sáng cao ha. Đây có khả năng chống chịu va đập rơi rớt nha mọi người. Pin. Đây, chế độ SOS luôn ha. Mình có thể sử dụng để trang bị cho cảnh sát. Đây bật chế độ SOS, trang bị cho công nhân hoặc là sửa chữa đó mọi người. Đây cái hộp đợt này thì thiết kế rất đẹp, cam đen nha mọi người. Mã sản phẩm trên đây ha. Thì bây giờ thì mình sẽ mở hộp dòng sản phẩm Sapphire F15T này ra luôn. Đây. Đây mọi người. Thì mình cũng đi vào phần phụ kiện trước. Đầu tiên thì ở đây mình sẽ có một cái sợi dây đeo nha mọi người. Dây đeo cổ tay ha, để tránh cái tình trạng mà rơi rớt trong quá trình mình sử dụng. Ở đây thì mình sẽ có giấy hướng dẫn sử dụng nha mọi người, kêu là giấy bảo hành của hãng luôn ha. Và không thể thiếu dây sạc nha mọi người. Đây, sạc thì đợt này nó nâng cấp cho mình cái cổng loại Type-C nha mọi người. Đây, Type-C trong để kết nối với cái phần thân đèn ha, sạc ngoài luôn. Và cái đầu USB này thì mình có thể kết nối, mình có thể tận dụng được cái nguồn sạc như là cốc sạc điện thoại, sạc dự phòng, sạc laptop, sạc PC hoặc là mình đi du lịch dã ngoại bằng ô tô gì đó thì mình có thể tận dụng cái cốc sạc tổng sạc USB trên ô tô nha mọi người. Đây, và đặc biệt thì cái nguồn cung cấp cho cái đèn này thì nó sử dụng pin 26650 nha mọi người. Đây, dòng pin cũng có dung lượng rất là cao, 3700 mAh nha mọi người. Này ha. Đây, và tiếp theo là cái sản phẩm chính của chúng ta. Đây mọi người. Đây. Có logo thương hiệu Sapphire và mã sản phẩm là F15T nha mọi người. Ở trên đây thì sẽ có cái công tắc bật tắt đèn ha. Đây, và mức pin nó sẽ hiển thị trên cái màn hình này nha mọi người. Ở phía sau thì mình sẽ có cái cổng sạc. Đây. Cổng sạc Type-C nha mọi người. Ngoài ra thì nó có thể sạc ngược lại cho những cái thiết bị di động nha mọi người. Nó đóng vai trò như là một cái cốc sạc dự phòng ha. Mình có thể sạc lại cho điện thoại hoặc là máy tính bảng nha mọi người. Rất là hiện đại. Ở phía sau đây còn có thêm những cái thông số đây. Chống nước IP34 nha mọi người. DC 3.7V ha. Công suất lên đến 36W. Và dưới là số series của sản phẩm. Ở đây thì mình sẽ có cái sợi dây để mình cho cái dây đeo vào nha mọi người. Đây. Đây ha. Rất là xịn. Thiết kế thì nói chung thì cũng rất là đặc biệt nha mọi người, vừa cầm tay ha. Đây. Tại vì nó sử dụng cái pin 26650 này cho nên cái thân đèn nó sẽ to hơn với những dòng kia nha mọi người. Nhưng mà cầm thì nó rất là chắc tay, êm tay. Còn về chất liệu của đèn này thì nó cũng sử dụng cái chất liệu là hợp kim nhôm hàng không nha mọi người. Nó sẽ mang đến cho cái đèn này trọng lượng nhẹ và độ bền cao, nó có thể chịu được va đập rơi rớt nha mọi người. Đây. Chịu va đập rơi rớt ha. Đây mọi người, bảo vệ cái đèn. Đây, cái khả năng chống nước, cái tiêu chuẩn chống nước này thì giúp cho mình có thể sử dụng cái đèn ở trong nhiều cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt nha mọi người. Đây, như là mưa gió vậy ha, mình đi tuần tra canh gác cứu hộ cứu nạn gì đó. Rồi, còn đây là cái bóng led trang bị cho cái đèn nha mọi người. Nó sử dụng bóng led B90, bóng led của Mỹ hoàn toàn luôn. Đây. Đây ha, khả năng zoom tụ tỏa nha mọi người. Cái bóng led B90 này thì nó sẽ cho cái cường độ sáng lên đến 2000 lumen nha mọi người. Nó hơn hẳn những cái dòng đèn pin mà có kiểu dáng cùng kiểu dáng như này ha. Thì cái công suất cực đại của nó là lên đến 36W như lúc nãy mình đã thông tin.
Đây, và điều đặc biệt ở cái đèn này thì nó sẽ có cái khả năng điều chỉnh cái chùm tia như vậy, zoom ha, tụ tỏa để phù hợp cho cái mục đích chiếu sáng của mình. Thì cái đối với cái bóng LED này thì nó sẽ cho cái khoảng cách chiếu sáng lên đến 200m trong đêm tối mọi người. Và nó hoạt động ở 6 cái chế độ ha, 3 chế độ thông thường ở mức sáng lần lượt là 1100 lumen, 600 lumen và 200 lumen. Cùng với 3 cái chế độ nâng cao ở mức sáng là 2000 lumen mọi người. Ngoài ra thì còn có chế độ SOS hoặc flash ha. Đây, rất là nhiều cái chế độ sáng. Ở trên đây thì sẽ có thêm một cái màn hình nha mọi người. Thì nó sẽ hiển thị cái thông tin về cái mức thông tin về cái độ sáng, mức năng lượng hoặc là cái chế độ mình đang bật ha. Đây. Đa chức năng luôn nha mọi người. Này. Chịu và đập và tác động rơi ở độ cao 1m ha. Đối với cái pin này thì nó sẽ cho cái thời gian hoạt động liên tục là từ 5.5 giờ nha mọi người. Nó còn tùy thuộc vào cái chế độ sáng nữa. Này. Này ha, pin thì mình sẽ cho vào phần đuôi đèn. Đây. Đây mọi người. Về cái kích thước, đây cái kích thước này thì nó rất là nhỏ gọn. Nó chỉ là 139 x 38 x 36 mm nha mọi người. Và trọng lượng của nó là 154 g chưa bao gồm pin ha. Đây. Thì bây giờ thì mình sẽ cho cái pin vào luôn nha mọi người. Đây, để cho pin vào thì mình sẽ vặn cái phần đuôi đèn này ra. Đây, mình sẽ cho cái cực dương quay xuống ha. Này. Đây mọi người, rất là sáng. Thì đây là cái chế độ thứ nhất nha mọi người. Đây, ở mức là 200 lumen ha, mình có thể thấy trên cái phần màn hình. Đây là chế độ yếu nhất. Và chế độ thứ hai là 600 lumen nha mọi người. Và chế độ thứ ba là 1100 lumen ha. Đây. Đây ha, 1100 lumen. Đây mọi người. Này, tắt thì mình sẽ nhấn đè mạnh vào cái phần công tắc nha mọi người. Đây, và đây là cái chế độ nâng cao. Để bật cái chế độ này thì mình sẽ nháy nhanh 2 lần nha mọi người. Bấm nhanh 2 lần khi mà nó đang ở cái chế độ tắt ha. Và ở chế độ nâng cao này thì nó sẽ đạt là 2000 lumen nha mọi người. Đây. Và bấm thêm một lần nữa thì nó sẽ chuyển sang chế độ SOS ha. Đây. SOS lúc nãy là chế độ nhấp nháy nha mọi người. Đây. Đây, chế độ nâng cao 2000 lumen. Mình sẽ nhấn liên tục 2 lần thì nó sẽ chuyển về chế độ 2000 lumen nha mọi người. Và tiếp tục nhấn thêm nữa thì nó sẽ chuyển sang chế độ nhấp nháy. Ở đây là cái chế độ tự vệ nha mọi người, khi mà gặp trộm cướp đồ á là thì mình sẽ chuyển sang chế độ này. Và chế độ SOS, chế độ cầu cứu nha mọi người, hoặc là mình nếu mà sử dụng cho cảnh sát giao thông á thì mình sẽ bật cái chế độ này. Đây, rất là sáng nha mọi người. Đây, zoom tụ tỏa. Này ha. Zoom nha mọi người. Đây, bây giờ thì mình sẽ thử tắt đèn. Đây, cái vùng chiếu sáng nó rất là rộng nha mọi người. Ở đây thì mình đang để cái độ sáng là 1100 lumen ha. Mình sẽ nháy nhanh. Đây, thì nó sẽ chuyển sang là 2000 lumen. Đây mọi người, cái vùng chiếu sáng nó rất là rộng. Nó bao quát toàn bộ cái trần nhà của mình luôn ha. Đây. Và đây là cái bóng. Đây mọi người, rất là sáng. Đây. 2000 lumen nha mọi người. Đây, siêu sáng siêu khủng luôn. Đây, và đây là chế độ nhấp nháy. Chế độ SOS. Và chuyển về chế độ bình thường. 1100 lumen nha mọi người. Đây. We'll be right back.
Thì ngoài cái hiển thị cái mức độ chiếu cái cường độ sáng thì ở cái màn hình này nó còn có hiển thị cái phần trăm pin nữa nha mọi người. Đây 83% và 3,66V ha. Đây mức độ năng lượng. Đây mọi người. Đây. Siêu sáng luôn. Thiết kế rất là đẹp nha mọi người và mình có thể dễ dàng thao tác. Đó, chế độ SOS thì nó sẽ hiện trên cái màn hình luôn ha. Đây. Tắt thì mình chỉ đè vào thôi. Đây. Thao tác thì một tay hoàn toàn luôn nha mọi người. Đây. Zoom ha, tụ tỏa. Đây rồi. Thiết kế rất là đẹp. Không thua gì những dòng sản phẩm của Đức hoặc là của Mỹ luôn nha mọi người. Đây. Thì nếu như mọi người thấy thích cái dòng đèn pin Sapphire F15T này thì mọi người cứ tham khảo trực tiếp ở địa chỉ là số 12 ngõ 151 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội và khu vực miền Nam là 129 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Số điện thoại hotline là 0912245744 và 0974444097. Trang web bên mình là điện tử thắng.com/net và đèn pin led.net nha mọi người. Thì trên tất cả những trang web của mình thì có rất là nhiều dòng sản phẩm đèn pin siêu sáng, đèn pin lặn, đèn pin tự vệ hoặc là những dòng cứu hộ là chống cháy nổ ha. Và nó đến từ rất là nhiều cái thương hiệu nổi tiếng nha mọi người, như là của Lenzer của Đức, Maclay của Mỹ, Busnell của Mỹ, Kunut của Italia và những dòng giá rẻ hơn là của hàng Sapphire của Hồng Kông ha, hàng Ultrafine hoặc là hàng Wuxing của Đài Loan. Đây. Thì bên mình có rất là nhiều nha mọi người. Thì mọi người cứ cần cái nhu cầu của mọi người thế nào á thì về cái mức giá cũng như cái cường độ sáng như thế nào á, cái thiết kế á, thì mình cứ gọi trực tiếp đến hai số hotline trên đây. Thì bên mình sẽ tư vấn và báo giá đầy đủ hết cho mọi người. Đây, ngoài ra thì bên mình còn cung cấp thêm những dòng thiết bị khác như là máy dò vàng, dò kim loại, dò đá quý, thiết bị quang học như là ống nhòm ngày, ống nhòm đêm, kính thiên văn hoặc là kính hiển vi, thiết bị kỹ thuật số rồi công nghệ như là khung ảnh số, máy ghi âm, camera hành trình, micro không dây, có dây micro nghị, những dòng thiết bị đo lường các loại và camera dưới nước, camera nội soi công nghiệp nha mọi người. Thì mình xin kết thúc video tại đây. Nếu như mọi người có cùng chung đam mê những cái thiết bị chiếu sáng như này thì mọi người hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận của video thì mình cùng tham khảo những dòng sản phẩm hot nhất trên thị trường ha, cũng là hot nhất trên thế giới. Đây. Thì mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Và mọi người nhớ like và đăng ký kênh YouTube của mình để khi mình ra video thì mình sẽ không có bỏ lỡ những cái sản phẩm hàng hot, hàng độc nào của mình ha. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.